Thị trường chứng khoán Việt Nam đã mở đầu tháng 8 bằng một cây gậy đỏ dài. Mặc dù là bắt đầu phiên sáng trong sắc xanh khi mở gap tăng 3 điểm ngay sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9, tuy nhiên thì xu hướng này đã mau chóng suy yếu và đảo chiều kể từ 10 giờ. Bước ngoặt của thị trường chỉ xảy ra kể từ buổi chiều khi mà VN Index liên tục giảm mạnh kèm với thanh khoản lớn cho đến hết phiên. Kết quả cuối cùng là VN Index đóng cửa mức 1.226,96 điểm, giảm 24,55 điểm, tương ứng với 1,96%. VN30 thì đóng cửa ở 1.272 điểm, giảm 27,09 điểm, tương ứng với 2,09%. Toàn bộ các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, và trong đó thì tiêu cực nhất chính là nhóm dịch vụ tài chính và hóa chất. Về phân tích kỹ thuật thì sau khi chạm MA100 ở mức 1.260 điểm, VN Index đã ngay lập tức đảo chiều và bắt đầu lao dốc thủng mốc MA9 kèm theo thanh khoản lớn. Với tình hình tiêu cực như thế này thì thị trường có thể sẽ quay lại mức hỗ trợ MA200 ở 1.200 điểm. Cụ thể hơn về tình hình cổ phiếu ngày hôm nay thì nổi bật nhất chính là Vietcombank khi mà ngược dòng tăng tới 1,7%. Riêng mức tăng của cổ phiếu này thì đã giúp cho VN Index không mất thêm 2 điểm. Một số cổ phiếu khác trong ngành thì cũng ngược dòng tăng điểm như là NAB tiến 1,7%, SSB 0,7%. MCH thì cũng là cái tên hiếm hoi giữ được sắc xanh khi đóng cửa tăng 1,4%. Doanh nghiệp này vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 với doanh thu thuần đạt 7.387,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Và lãi sau thuế quý 2 đã kỷ lục với gần 1.779 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dabaco thì cũng là hiện tượng khi tăng tới 2,3%. Dù trước đó thì giá cổ phiếu này đã liên tục giảm khi mà kết quả kinh doanh quý 2 không đạt được như kỳ vọng của ban lãnh đạo đề ra. Tuy nhiên thì lực mua của khối ngoại với 56 tỷ đồng đã giúp cho cổ phiếu này phục hồi trong ngày hôm nay. Một cái tên khác là P&G đã đóng cửa tăng 0,7% với thanh khoản lớn sau kết quả kinh doanh quý 2 tích cực. Cụ thể là lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đã tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. HBC thì gây bất ngờ khi tăng 1,2% sau chuỗi phiên giảm sàn liên tiếp. Một số cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý khác thì còn có TMS tiến 1,2%, PVD 0,54%, VSH 0,59% và PGV với 0,22%. Ở chiều ngược lại thì với việc VN Index giảm mạnh tới hơn 24 điểm, nhóm chứng khoán cũng không tránh được cú sụt với nhiều cổ phiếu gần nắm sàn. Cụ thể là MBS giảm 8,2%, BVS 7,8%, VDS và CTS nằm sàn, FTS, SHS và BSI thì đều giảm trên 6%. Nhóm cổ phiếu thép thì cũng tiếp tục đà giảm từ ngày hôm qua trong bối cảnh là tình hình không mấy khả quan từ thị trường bất động sản và thép nói chung, với SMC và TLH nằm sàn, Nam Kim mất 6,2%, GDA 5,3%, Hoa Sen 4,4%, Hòa Phát mất 1,8%. HPG thì đã giảm điểm bất chấp việc ngày hôm qua vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 khả quan với lãi ròng tăng tới 129% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm bất động sản khu công nghiệp thì lao dốc do kết quả kinh doanh quý 2 của nhóm này không mấy tích cực. Trong đó thì BKMX và LHG đều giảm sàn, IGC giảm 6,4%, PHR 5,1%, KBC, GVR và SSC thì đều giảm 4,8%. Mặc dù là có kết quả kinh doanh quý 2 tốt hơn rất nhiều so với mặt bằng chung trong ngành khi mà lợi nhuận ròng tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên thì BKMX vẫn nằm sàn trong ngày hôm nay và cổ phiếu này thì đã có đà tăng ấn tượng là hơn 30% kể từ cuối tháng 4 cho đến nay. Nhóm ngân hàng thì chìm trong sắc đỏ bất chấp việc kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, trong đó thì MBB giảm 4,1%, SDB 3,3%, TBB giảm 2,5%, các cổ phiếu ACV, VBB và VIB thì đều giảm 2,4%. Nhóm bán lẻ thì cũng gặp trường hợp tương tự khi mà giảm điểm, bất chấp việc kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ. Và các cổ phiếu trong nhóm này như là DG World đã mất 6,4%, PET giảm 4,8%, MWG 2,7%, FPT Retail 1,6%. Nhóm thực phẩm đồ uống cũng không giữ được sự tích cực trong ngày hôm qua trước sức ép của thị trường. Cụ thể thì Sabeco giảm 0,7%, Vinamilk 1,8%, MML 3%, Masan 3,1% và MCM 4,2%. Vinamilk đã giảm điểm bất chấp việc đà mua dòng của khối ngoại vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay và khối ngoại đã mua dòng cổ phiếu này 9 phiên liên tiếp với hơn 800 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu nhà Viettel thì tiếp tục bị bán tháo khi sự hưng phấn của thị trường đã không còn, dẫn đầu chính là VGI với mức giảm 14,6%, xếp sau là VTK, VTP và CTR với mức giảm lần lượt là 6,3%, 6% và 2%. Nhóm hóa chất đã lao dốc khi số liệu kết quả kinh doanh quý 2 tích cực đã đồng loạt được công bố. Trong đó thì DDV giảm 7,1%, BFC nằm sàn, DGC 5,4%, PHR mất 5,1%.
Một số cổ phiếu giảm điểm mà quý vị nên chú ý khác thì còn có HAH, DPG, TCH, CMG và NTL đều nằm sàn. Bên cạnh đó thì FPT giảm 3%. Các cổ phiếu này có một điểm chung đáng chú ý đó là đều đã có mức tăng ấn tượng trong vòng 3 tháng vừa qua. Về tình hình khối ngoại thì các nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua dòng 120 tỷ đồng và chủ yếu thì họ mua vào các mã như là Vietcombank giá trị 192 tỷ, Vinamilk 159 tỷ, MWG 109 tỷ và Masan giá trị 83 tỷ. Trái lại thì họ lại bán dòng mạnh vào FPT giá trị 162 tỷ, SSI 113 tỷ hay là VIX 71 tỷ. Tương tự như thị trường cơ sở thì thị trường phái sinh chỉ lao dốc mạnh kể từ phiên chiều. Và kết thúc phiên giao dịch thì VN30 F1M đã đóng cửa mức 1.275 điểm, giảm 29,3 điểm so với phiên trước đó. Hôm nay thì khối ngoại đã bán dòng tới gần 3.000 hợp đồng. Tiếp theo đến với chứng khoán thế giới. Chứng khoán Mỹ đã bật tăng vào ngày thứ Tư 31 tháng 7 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ lãi suất không đổi như là dự kiến, đồng thời nhấn mạnh tiến triển trong việc chống lạm phát. Nhà đầu tư thì cũng đổ tiền trở lại vào các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 31 tháng 7 thì chỉ số S&P 500 đã tiến 1,58% lên mức 5.522,3 điểm. Còn chỉ số Nasdaq Composite thì tăng 2,64% lên 17.599,4 điểm. Đây cũng là phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 2 năm 2024 đối với hai chỉ số này. Còn Dow Jones thì đã cộng 99,46 điểm tương đương với 0,24% lên 40.842,79 điểm. Trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed là Jerome Powell vào chiều ngày thứ Tư, thì ông đã cho biết nếu như dữ liệu tiếp tục mang lại niềm tin cho Ngân hàng Trung ương rằng lạm phát đang chậm lại, thì cơ quan này sẵn sàng để hành động. Dữ liệu việc làm được công bố vào sáng ngày thứ Tư thì cũng ám chỉ là nền kinh tế Mỹ đang chững lại và hỗ trợ cho nỗ lực giảm phát của Ngân hàng Trung ương. Theo báo cáo mới nhất của ADP, thì tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân đã chậm lại hơn nữa trong tháng 7 năm 2024 do là tốc độ tăng lương giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Thị trường châu Á thì biến động trái chiều và trong đó Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm mạnh nhất sau khi BOJ cho tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Thị trường Hồng Kông và Trung Quốc thì cũng giảm nhẹ khi mà nền kinh tế nước này vẫn còn kém khả quan. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ thì giá xăng dầu đã giảm khoảng 300 đồng trên 1 lít hoặc là kg tùy loại. Hiện thì giá xăng RON 95 vào khoảng 22.600 đồng 1 lít, trong khi giá xăng E5 thì thấp hơn khoảng 1.000 đồng 1 lít so với RON 95. Như vậy, đây chính là lần thứ tư liên tiếp giảm của giá xăng dầu. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của Chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!